Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì kênh xin chia sẻ cùng quý cô chú anh chị mình bãi kiện của anh Tuấn ở gần với chợ Ba Mít, thành phố Cần Thơ quý cô chú anh chị ha. Giao lưu cùng cô chú anh chị hôm nay mình có một lô mai tàn đế đẹp luôn nha cô chú anh chị, còn có phôi mai vàng nữa ạ. Kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh Tuấn ạ. Liên hệ với số điện thoại của anh Tuấn em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề, quý cô chú anh chị mình để ý giúp em nha. Dạ, em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã yêu thương ủng hộ kênh, ủng hộ cho anh Tuấn ạ. Mong quý cô chú anh chị mình tiếp tục ủng hộ kênh ha. Em xin mời quý cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của anh Tuấn luôn ạ. Chào anh Tuấn ơi. Rồi chào Phương luôn. Rồi con cũng chào cô chú anh chị đang xem clip. Nay con cũng có số phôi mai vàng thành phẩm tứ quý, rất mong giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. Địa chỉ của con là xã Trường Thành, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của con là 0706756196 cũng như số Zalo luôn nha cô chú. Dạ. Chọn vô cây số 1, cây mai vàng luôn cô chú ơi. Đầu tiên thì mình giao lưu phôi mai vàng nha quý cô chú anh chị. Đế đều bốn mặt nha cô chú anh chị. Hơi sai nhìn được chú nha. Đang lấy thông số cho cô chú dễ tham khảo ha. Vị trí này là được 34 nha cô chú. Tổng cao của nó gì được 48. Được kính bầu được 49. Phôi mai vàng mã số 1 này con cũng xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 1 triệu chẵn. Phí ship thì con dẫn bao cho cô chú anh chị toàn quốc luôn ạ. Dạ, 1 triệu chẵn luôn nha cô chú anh chị. Mấy cái này dạ cây nó chảy xù nha cô chú anh chị. Dạ. Đấy khá là đều với cô chú anh chị nha. Rồi, 1 triệu chẵn là phôi đầu clip hôm nay ha cô chú. Rồi em đổi luôn anh nha. Rồi mã số 2 là phôi mai tứ quý ha. Dạ, cây dáng trực có cốt cành luôn nha mấy cô chú anh chị. Chị cành quái luôn cô chú anh chị. Cây này cao là 1 mét cô chú anh chị. Dạ. Tăng ngang gì là được 60. Đế khá là đều luôn nha quý cô chú ha. Hoành gì là được 35 ạ. Dạ. Được kính bầu là được 54. Phôi mai tứ quý mã số 2 này con cũng xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 3.500.000. Dạ, 3.500.000 nha mấy cô chú anh chị, có tay cầm đều ha. Cô chú anh chị mình ghép vào bao chơi luôn nha. Để đều bốn mặt luôn cô chú anh chị ơi, một dạ. Cốt trực luôn ạ. Dạ, cây mã số 2 là 3.500.000 nha mấy cô chú anh chị. Em đổi cây luôn anh ha. Rồi, mã số vàng lùng lực. Để VIP luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Cây ngoài khá lớn nha cô chú. Cái này nhìn lực cây á cô chú anh chị. Đế lực đế bắp không nghe cô chú anh chị. Dữ lắm bộ đế luôn cô chú anh chị ha. Chảy đều hết cô chú anh chị, không thiếu mặt nào ạ. Dạ, cọng rễ thì rất là to nha quý cô chú anh chị. Ở trên này thì có chi cành luôn. Chi cành này nó cũng quái quái sao nghe cô chú. Dạ. Rồi cho em xin thông số luôn nha. Này đo nhiều thông số cho cô chú dễ tham khảo ha. Dạ. Cây cụ nở ở dưới đây vậy là được 74 nha. Dạ rồi. Lên cái eo nhỏ nhất của nó là được 54 ạ. Dạ. Cao của nó là được 1 mét. Đường kính bầu là được 80 luôn cô chú anh chị ơi. Tổng ngồi đế này là khoảng 1m9 nha cô chú anh chị. Dạ. Cái này có cái thân lá này nó quái cây lắm nha quý cô chú anh chị. Mã số 3 luôn cô chú anh chị ơi. Hoa mai lùng lực ạ. Đế lực đế bắp không cô chú anh chị ơi. Này bầu tới đâu là đế ra tới đó luôn rồi cô chú anh chị. Đây chú dàn đế này là quá khứ luôn rồi cô chú anh chị. Mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Cây mã số 3 này con cũng xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 28.500.000 ạ. Dạ, 28.500.000 nha cô chú anh chị. Cây này ngoài nhìn rất là lực cây với cô chú ha. Mã số 3 luôn cô chú anh chị ơi. Cụ nở ra luôn nha cô chú anh chị. Dạ, quý cô chú anh chị mình đừng nghe cây này liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Tuấn giúp em nha. Dạ, số điện thoại của con là 0706756196 luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Rồi, em đổi cây em ha. Rồi. Tiếp theo là cây mã số... Mã số 4, mã số 4. Cây sung. Dạ, mã số 4 ha. Là cây mai sung, cây sung kiển nha cô chú anh chị. Cây sung ha. Dạ, đúng rồi, cây sung. Dạ. Cây này trực lắc, nhìn cái bộ đế dữ lắm luôn nha quý cô chú anh chị.
Cây này chủ nhà báo là trên 25 năm nha cô chú anh chị. Già cây lắm ạ. Dữ lắm, bộ đế luôn nha cô chú nha. Nguyên một củ đặc luôn ạ. Mã số 4 luôn cô chú anh chị ơi. Một cây sung ạ. Cây này rất là già cây luôn á cô chú anh chị. Rồi em xin thông số luôn nha. Rồi để em lấy thông số cho cô chú. Để em đo cái củ gì đi. Củ gì là được 86 nha cô chú anh chị. Củ lỡ dưới đây ha. Còn lên nha, chỗ cái eo này là được 47. Dạ. Cao của nó là được 1m2 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là được 56. Mà số 4 cây sung này con cũng xin giao lưu với cô chú anh chị, giá là 4.500.000 luôn cô chú anh chị ơi. Dạ, 4.500.000 nha mấy cô chú anh chị. Một cây trực lắc cái sung kiện cổ luôn. Cây cũ dữ lắm, cây cũ nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này phí ship cho con bao cho cô chú anh chị 200 km. Tại cây khá nặng cô chú anh chị ơi. Phí ship cũng hơi cao. 4.500.000 luôn ha. 4.500.000. Dạ. Mã số 4 ạ. Dạ rồi. Em đỡ cây luôn ha. Rồi mã số 5 là một pho mai vàng luôn cô chú anh chị ơi. Pho mai vàng phong cao nha mấy cô chú anh chị. Cây này là thân lắc. Có cốt cành luôn nha cô chú ha. Xuống đây củ nở lên nha cô chú anh chị. Mã số 5 ạ. Rồi sẵn gần đây con lấy thông số cho cô chú. Ở đây vậy là 40 người cô chú anh chị. Còn lên lên đây cũng vậy cho cô chú anh chị 40 ạ. Cây cao là 1m3 cô chú anh chị. Đường kính bầu là được 50. Phô mai vàng mã số 5 này con cũng xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa, giá là 3.800.000 nha cô chú anh chị. Dạ rồi, 3 triệu 2 triệu 800.000 ạ. 2 triệu 8 ha. Phô mai vàng cũng nở luôn cô chú anh chị. Cây này mình ghép thành phẩm phong tàn dù cho ok luôn quý cô chú anh chị ha. Đế thì gom đặt nhau với cô chú anh chị. Mã số 5 luôn ạ. Dạ, em đỡ luôn nha. Dạ rồi, tiếp theo mình giao lưu mai tàn ha cô chú anh chị, mã số 6. Một cây mã số 6, cây mai tàn để lưu thành phẩm luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Thân lắc lượng ạ. Cái thân chính nó lắc nhìn có duyên lắm nha với cô chú anh chị, chi cành thì đều hết luôn nha. Này vô chị cô chú anh chị mình về vô chậu là chờ Tết thôi ha với cô chú. Này đế như chú nhà trồng trong lu trong hũ gì nha cô chú anh chị. Dạ. Nó gom lại hết. Đế rồi nó gom mà nó cắm xuống ha với cô chú ha. Con lấy thông số luôn cô chú anh chị. Hoành vị trí này là được 31 nha cô chú anh chị. Dạ, hoành được 31. Đây. Còn tổng cái củ có nói vậy là được 1 mét luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Nó gom gọn hết luôn ạ. Cái này mình còn khai thác thêm được xíu nữa hai cô chú anh chị. Chi cành đều thân lắc luôn nha. Cây này cao là khoảng 1m6 nha cô chú anh chị. Dạ. Tán ngang của nó được 1m3 cô chú anh chị ơi. Cao 1m6 và tán ngang 1m3 luôn cô chú anh chị ơi. Cây mai tàn thành phẩm mã số 6 ạ. Dạ, mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Giá này con cũng xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 8 triệu chẳng ạ. Phí dạ. Ship thì con bao cho cô chú anh chị 200 km. Còn xa hơn nữa mình thỏa thuận nha cô chú anh chị. Cây này thì tàn đều hết trơn á quý cô chú anh chị. Về cuối năm mình chơi bông rồi cô chú anh chị. Thân lắc lượng ạ. Đế có đế luôn ha. Rồi em đỡ cây luôn nha cô chú anh chị. Mình đăng ký cây tàn này thì liên hệ với số điện thoại của anh Tuấn giúp em nha quý cô chú. Mã số. Rồi mã số 7 luôn. 7. Một cây tàn hả quý cô chú anh chị. Một cây mai tàn thành phẩm đế quái luôn nha cô chú anh chị. Cái này dạng xương tàn nhìn rất là đẹp nha quý cô chú anh chị nha. Chi cành thì nó lắc rất là quái nha quý cô chú. Cây này cao khoảng 1m5 nha cô chú anh chị, có hơn nữa. Dạ. Cái tán ngang chắc lớn lắm anh ha. Tán ngang là khoảng 2m5 cô chú anh chị ơi. Cây này có một cái cành phóng ra hát với cô chú anh chị. Cao 1m5, tán ngang là 2m5 luôn cô chú anh chị ơi. Chi cành trong này nó lắc nhìn nó quái quái nha cô chú anh chị ha. Đế cũng khá quái nha cô chú anh chị. Dạ, đế sởm nơm cao mà cộng rễ lực lung nha với cô chú anh chị. Rồi để con lấy thông số cho cô chú. Chỗ cái eo nhỏ nhất này đi cô chú anh chị. Ở đây gì 31 nè cô chú anh chị. Dạ, vị trí này 31. Còn đế sổ cao của nó xuống là được 26. Dạ rồi.
cái nồi đế của nó là được 116 luôn cô chú anh chị. Dạ. Này thốt thằng nó ngắn lắm rồi cô chú anh chị. Một cây mây vàng đế quái luôn ạ. À. Xin nhắc lại là cao là 1m5, tán ngang là 2m5 luôn cô chú anh chị ơi. Thân của nó nhìn nó rất là quái hay cô chú anh chị, vàng xương càng thì đều đẹp hết trơn luôn nha. Dạ mấy cây này quay xong cho con xin xuống lá rồi cô chú anh chị, cho cây nó khỏe cây ạ. Dạ, bánh giao lưu cây này giá bao nhiêu anh ha? Dạ cây mai tàn mã số 7 này con cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là giá là 13.500, phí ship thì con dẫn bao cho cô chú anh chị 200 km ha. Dạ. Cây này cô chú anh chị mình lên bồn trồng rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Rồi. Cây mới về còn cũng chưa khai thác gì nhiều nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem lại vàng đáng lần nữa giúp em ha. Đế sổ nam cao cộng rễ lực luôn nha quý cô chú. 13.500.000, mã số 7. Em đổi cây luôn ha. Rồi, okay. Dạ. Rồi mã số 8 luôn. Rồi tiếp theo mình giao lưu một cây mai tàn mã số 8 nha quý cô chú anh chị. Cây mai tàn mai xù luôn cô chú anh chị ơi. Dạ, cây này dán trực tàn thông quý cô chú ha. Sẵn cái sàn. Cây này cao là khoảng 2m5 người cô chú anh chị. Dạ, cao 2m5. Tán ngang này khoảng 1m3 cô chú anh chị ơi. Dạ rồi. Chi cành đều hết trơn tàn thông luôn nha quý cô chú. Nguyên cái đường thân dưới đây là nó xù như da xù đổ luôn rồi cô chú anh chị. Hết luôn ạ. Nhìn cây gốc là quái quái hết cô chú anh chị. Đế thì cũng bỏ đều bốn mặt luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 8 luôn ạ. Cọng rễ nó cắm xuống mà cô chú anh chị ha. Rồi, đây cũng lấy trong xuống. Quanh vị trí này là được 32 nha cô chú anh chị. Dạ rồi, 32 rồi. Được kính bầu là được 57. Cây này nó rất là già cây luôn ha cô chú anh chị. Nó lên xù hết phần thân này nha cô chú anh chị. Mã số 8 luôn cô chú anh chị. Dạ. Cây xù mai tàn. Này về mình lên chậu mình chơi cô chú anh chị. Rồi. Cao là 2m5 nha cô chú anh chị. Tán ngang là tầm khoảng 1m3, 1m4 ạ. Mã số 8 này con cũng xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 9.500.000, phí ship thì con dẫn bao cho cô chú anh chị 200 cây số ạ. Còn xa dạ. Hơn nữa mình thỏa thuận ạ. Dán trực tàn thông nha cô chú anh chị. Mã số 8 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, em đổi cây nha. Này mình giao lưu tiếp là một cây mai tàn mã số 9 nha quý cô chú anh chị. Cây mai tàn một cốt tàn thông luôn nha cô chú anh chị, dạ. Mã số 9 ạ. Cây này dán trực luôn nha quý cô chú ha. Như một cây thông lớn luôn vậy. Chi cành đều hết luôn cô chú anh chị. Cây này rất là giót cây nha quý cô chú anh chị, vàng xương thì dày kín mít luôn nha. Chi cành thì không có đóng rất là đều, không có bị trùng chi nha quý cô chú anh chị. Cây này cao khoảng tầm khoảng 3 mét có hơn nha cô chú anh chị. Dạ. Chị hao cho cô chú anh chị ạ. Đế thì cây này khá đế luôn quý cô chú nha. Đế nở. Cộng rễ bỏ đều luôn cô chú anh chị. Rồi đến vô thông số luôn cô chú anh chị. Vị trí này là được 36 ha. Dạ rồi. Còn lên đây vậy là được 30. Cái thốt thân chi cành của nó được 38. Cái đường kính bầu của nó là được 70 ạ. Dạ. Cây này cao là 3 mét cô chú anh chị, có hơn tán ngang là 2m5 ạ. Từ đế tới tàn đều đẹp hết trơn quý cô chú anh chị nha. Mình giao lưu giá bao nhiêu anh hả? Mã số 9 này cây mai tàn này con cũng xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 11.500 ha. Phí ship thì con bao cho mình 200 ký số, còn xa hơn nữa mình thỏa thuận ạ. Dạ. 11.500.000 mã số 9. 11.500.000 ạ. Một cây mai tàn tàn thông luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Rồi em đổi cây luôn anh ha. Rồi mã số 10 cũng là một cây mai tàn nữa nha quý cô chú anh chị. Cây này cái vàng xương tàn nó giót lên như tàn đào vậy đó quý cô chú anh chị. Ở trên này thì cái đàn nó trộn voi luôn nha. Xương dày luôn nha quý cô chú. Cây này cao khoảng bao nhiêu anh Tuấn á? Cây này cao là khoảng cỡ 2m5 mà 2m6 nha cô. Dạ. Tán ngang này 2m5 đi.
trừ hao cho cô chú anh chị ạ. Về nhà mình đo lại là khẩu thiếu luôn ạ. Dạ. Cái tàn này giờ mình bung ra là còn có hơn nữa nha cô chú anh chị. Chi cành cũng lục luôn nha với cô chú anh chị ha. Cây mai tàn mà xù nha cô chú anh chị, củ nở rồi đế thì khổ chơi luôn ạ. Mã số 10 ạ. Mai tàn mà có bộ đế như thế này cũng đáng sưu tầm luôn ha cô chú anh chị. Cái phần đế này là lên xù khá nhiều rồi nha cô chú anh chị. Củ nó nở ra. Cây có mặt sẹo ở đây là nói chung con bao cô chú anh chị là nó sành đá chân à, không có vấn đề gì hết trơn ha. Này mình nuôi đường dài nó hiếp cái mặt sẹo này lại á. Dạ. Rồi em xin thông số luôn nha. Dạ. Này con đo nhiều thông số cho cô chú anh chị dễ tham khảo. Ừ. Cái này nguyên một củ nạc luôn nhóm cô chú anh chị. Đây. Vị trí này là được 72 rồi cô chú anh chị. Dạ. Này con xem thước dọc cho cô chú anh chị xem ha. Rồi, cái củ này hay là 72. Ok, đây còn đi. Còn vị trí ở đây vậy là được 48 rồi cô chú anh chị. Dạ, vị trí này 48. Dạ, cô chú anh chị xem tham khảo ha. Dạ, rồi. Sổ xuống gì là được 20 cô chú anh chị. Đường kính bầu vậy là được 78. Tổng cái nồi đế này là hơn 1,5 m rồi cô chú anh chị. Dạ. Cô chú anh chị xem chi tiết lại phần bộ đế lần nữa giúp em ha cô chú. Ở phần này củ nạc lên da cốc hết trơn với cô chú anh chị nha. Đế nó đồng đặc hết cô chú anh chị ơi. Dạ, cái này thoát thân cũng rất là thấp nha với cô chú anh chị. Rồi để em lấy thoát thân cho cô chú. Thoát thân gì là được 25 mà cô chú anh chị. Dạ, đo hai cái chi cành đó giùm em luôn anh nha. Rồi. Chi cành đầu tiên này là được 17. Dạ. Qua đây. Chỉ cần đây là được 20. Dạ. Chiều cao thì khoảng 2m6, 2m7 hả cô chú. Tán ngang 2m5. Tán ngang 2m5. Cái này mình về mình chằng ra là nó có hơn nữa cô chú anh chị. À, cái tàn tròn do luôn với cô chú ha. Rồi cây mai tàn thành phẩm mã số 10 này con cũng xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 25 triệu ạ. Dạ. Phí ship thì con vẫn bao cho mình 200 km ạ. Số điện thoại của anh Tuấn em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề quý của chú anh chị mình để ý giúp em ha. Rồi em đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo mình giao luôn một cây mai tàn lớn luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 11. Cây này cái tàn rất là tròn quý cô chú. Cây mai quá khủng rồi cô chú anh chị. Cây này là cao 4m luôn cô chú anh chị ơi, tán ngang là 4m á. Dạ. Chiều cao 4m, tán ngang 4m luôn nha với cô chú. Xương tàn thì tròn đều hết luôn nha cô chú anh chị. Cây cũ nở lắm cô chú anh chị ơi. Đế lực đế bắp không ạ? À, chi cành cũng lực luôn nha với cô chú anh chị ha. Cái tàn rất là tròn, tàn 4m luôn nha với cô chú anh chị. Cái cây mấy cái nách này là nó chảy xù hết nha cô chú anh chị. Rồi. Cây tàn này thích hợp cho quý cô chú anh chị mình à, có cái sân vườn rộng rộng ha. Trồng cây này Tết bông rực rỡ luôn nha quý cô chú. Cái cây này mặt bông con có mặt bông rồi cô chú anh chị. Dạ. 7, 9, 12 cánh ạ. À. Cô chú anh chị nào, cô chú anh chị thiện ý á. Kết bạn Zalo con gửi cái mặt bông qua cho mình xem tham khảo ạ. À. Dạ, cây này rất là già, cây mấy cái nách nó bể xù xì hết trơn nha quý cô chú. Rồi ở đây cũng có luôn với cô chú anh chị ha. Già cây lắm cô chú anh chị ơi. Rồi, đế lực luôn nha quý cô chú anh chị, đế nhỏ cũ đặc luôn nha. Rồi em xin thông số luôn nha. Rồi đang lấy thông số. Nạn đo nhiều vị trí rồi cô chú anh chị. Ở đây vậy được 68 ạ. Dạ 68 nha quý cô chú anh chị. Rồi, còn lên trên đây là được 52 người của chú anh chị. Dạ, vị trí này 52 ạ. Đế lực đế bắp không cô chú anh chị ơi. Dạ. Cái cọng rễ là bự dữ lắm, bự luôn đó cô chú. Rồi, cái đường kính bầu của nó là được 90 người cô chú anh chị. Dạ. Đây. Đây thoát thân của nó vậy là được 50 cô chú anh chị ơi. Cái tay cành đầu tiên của nó được 21 ạ. À.
mã số 11 cây mai tàn luôn cô chú anh chị ơi. Cái này mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Cái này con xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 52 triệu. Phí dạ. Ship thì con vẫn bao cho mình 200 cây ha. 52 cây khá nặng cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị xem lần nữa bộ đế giúp em ha. Cộng đế lực không ạ? Đế đều đây, luôn, không có trống. Cái đường kính cộng đế này không cũng 12 nha cô chú anh chị. Dạ. Cộng đế quá bự. Mã số 11 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, cô chú anh chị xem chi tiết lại của cây lần nữa giúp em nha mấy cô chú ha. Bông là 7, 9, 12 cánh nha cô chú anh chị. Rồi bên đây có cọng rễ lực cắm xuống luôn nha mấy cô chú. Xuống đây là cái củ nó nở ra ha. Dạ. Nó củ nở ra đẹp. Mấy cái nách này là bể xù xì hết trơn cô chú anh chị nha. Chi cành lực chiều cao 4m, tán ngang 4m luôn ạ. Cô chú anh chị mình đồng ý cây này liên hệ với số điện thoại của anh Tuấn giúp em với cô chú ha. Em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề luôn ạ. Mà số 11 luôn cô chú anh chị, giá là 52 triệu, phí ship thì con bao cho mình 200 cây số ạ. Dạ. Cây tàn tròn đều đẹp luôn nha với cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Mình còn cây nào nữa không anh? Mình còn cây nào nữa không anh? Không, cây này cây cuối clip rồi. Dạ, cuối clip con chào hết giùm em nha. Cuối clip con cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ con á. Rất cảm ơn cô chú anh chị ạ. Hẹn cô chú anh chị dịp sau ạ. Dạ. Thầy em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Chúc quý cô chú anh chị mình sưu tầm thêm được nhiều cây mai tàn đẹp cho sân vườn nhà mình quý cô chú anh chị ha. Rồi em xin chào, hẹn cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo ạ.